Dạo này lướt YouTube hay TikTok có rất là nhiều người review, nhưng cũng có người khen, có người chê, mình phải kiểm chứng mới được. Trên tay mình đây, đó chính là kem đánh răng Hun Mui mà mình đã dùng suốt một tháng qua. Các bạn có thể nhìn thấy không còn gì nữa rồi. Thế nên mình mới dám làm video cho các bạn xem đây, để có thể kiểm chứng xem kem đánh răng Hun Mui liệu có thực sự trắng hay không. Đây là hàm răng ban đầu của mình, ố vàng, nên là mình rất tự ti mỗi lần khi cười. Các bạn xem trên video thì còn có ánh đèn, có filter, chứ ngoài đời răng mình cũng chả trắng như thế này đâu. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không thử ngay kem đánh răng Hun Mui. Ngày đầu dùng thì mình thấy trên bao bì thì ghi là kem đánh răng có vị bạc hà, nhưng mình lại chả cảm thấy một vị bạc hà, nó cứ lợn lợn, cảm giác hơi buồn nôn. Nhưng thôi, vẫn cố vì một hàm răng trắng. Sau 14 ngày sử dụng, răng mình đây các bạn, so với ngày đầu tiên thì có cải thiện một chút, nhưng chỉ là một chút xíu thôi. Ok, thế thì mình sẽ dùng hết tuýp này để xem có cải thiện gì không nhá. Và sau 30 ngày sử dụng kem đánh răng Hun Mui thì đây là răng cuối cùng mình đây mọi người ạ. Các mảng bám thì được đánh tan, không còn hôi miệng, nhưng vết ố vàng vẫn còn, không cải thiện nhiều lắm. Theo các bạn, mình nên làm gì đây? Nên mua thêm một tuýp nữa để sử dụng, hay là cho vào danh sách hối hận vì đã mua hàng theo reviewer? Và đó là video của mình. Cảm ơn các bạn đã xem mình cuối video. Hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn khi mà các bạn sử dụng kem đánh răng Hun Mui nhá. Kết luận cuối cùng, kem đánh răng Hun Mui đừng nên mua. We'll be right back.